Hôm nay thì TMT Hà Nội chuẩn bị bàn giao chiếc xe hổ vồ 4 chân cabin A7 nóc thấp. Thì trước mắt quý vị các bạn, đây chính là chiếc hổ vồ 4 chân. Và chiếc xe này chuẩn bị giao cho khách hàng tại Yên Bái. Một chiếc xe rất là đẹp, đời 2021, đời mới nhất. Xe chuẩn bị cho em đi để ra thùng. Quý vị có thể xem một vòng quanh xe này. Thùng dài là 9,5 m. Đó, lốp 1001, toàn bộ lốp là lốp Pegaton. Máy là 340 Euro 5. Tiêu chuẩn khí thải đời mới nhất. Đối với các dòng xe hổ vồ nói chung thì đối với các bác tài chạy những cái cung đường đèo, cung đường Tây Bắc hay là những bác tài mà chạy hàng nặng thì nó cực kỳ phù hợp. Không chỉ bởi cái sức mạnh của động cơ mà nó còn sự bền bỉ cũng như là những cái đồ thay thế dễ kiếm, xe dễ sử dụng, dễ lái. Đây là chiếc xe lắp ráp tại nhà máy TMT và toàn bộ linh kiện phụ tùng là 100% do CNHTC cung cấp. Bởi vậy mà sự đồng bộ là chắc chắn là cái điều mà chúng ta không cần phải bàn đến nữa. Cabin là cabin bóng hơi, ghế hơi, ngồi rất là êm ái, chạy đường dài rất là thích. Đó. Nhưng mà chiếc xe rất là dài đúng không? Dài như chân của Ngọc Trinh. Biển số Yên Bái. Đó, bây giờ đi gá thùng lên là khách hàng có thể về chở hàng được rồi. Xe đã đăng ký. Bình dầu inox 350 lít. Đó, chiếc xe này hiện tại đang được TMT lắp ráp và phân phối với giá rất là cạnh tranh. Thì bác tài nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0964432662. Xin chào.